chung thì mình lấy hình chung của ngành cơ xương khớp trong cái bài quan nhạc cầu. Thì trong bài này thì sẽ nhấn mạnh tại một cái bệnh lý đặc biệt ở khớp cổ tay và trong khả năng của siêu âm sẽ làm là
Vậy thì ở trong đó của tai này, ngoài cái thần kinh được giữa ra thì nó có chín cái cân, chúng ta sẽ dùng siêu âm khảo sát được cái đó. Một cái lần cấp nó càng
sâu, và ở phía bên ngón cái thì chúng ta thấy có cần gấp ngón cái ngang, và ở phía bên này là bên trụ thì chúng ta có là thần kinh trụ, ký động mạch trụ, hay là thần kinh giữa, hay động mạch quay, và cái cơ quan này nó là như lúc nào cũng như vậy thôi, nhưng mà trên cái hình thực tế thì các cấu trúc này nó chính xác với nhau, và chúng ta sẽ có cách giải phẫu về nhắc lại về giải phẫu của cái thần thần kinh trụ, là nó nuôi vào cái chân dương, chân dương thì này là cái cấu trúc này là chỉ đầu tiên giải phẫu, và chúng ta thấy là nó đi đồng hành cùng với cái động mạch trụ, cho nên là chúng ta thường thường ở đoạn cổ tay chúng ta đặt vào đầu dòi cổ tay, chúng ta sẽ test cái động mạch trụ trước, và kế bên động mạch trụ là thần kinh trụ, như vậy thì chúng ta dễ dàng xác nhận hơn. Nếu còn chúng ta đặt đầu dòi vào để kiểm thần kinh trụ trước thì rất khó, cấu trúc của nó nhỏ, cấu trúc của nó gần như là như cái cơ chiếc móng cổ tay. Chiếc móng cổ tay là về mặt chi tiết thì nó là tập hợp của các triệu chứng do thần kinh giữa bị chèn ép, thì đa phần các phần lớn của chiếc móng cổ tay là nguyên nhân là vô căn, phần lớn là vô căn, tức là do trong quá trình hoạt động làm việc như thế nào đó, kinh giữa nó dần dần nó bị chèn ép, thì nó bị kẹt dẹp lại ngay chỗ đầu cổ tay, và hai bên là đầu trước đi vào cổ tay và đầu xa nó sẽ bù lên, nó sẽ sưng to lên, và chính nhờ cái sưng to đó là lại nhiều sưng to bị quặn. Còn những nguyên nhân khác còn lại là còn có viêm cân hay là gãy xương hay là nang hoặc là gì đè vào thần kinh hay là u thần kinh, thì người ta liệt kê cái này để mình biết là khi làm xong mà nó là những cổ tay ngoài cái việc mà xem tổ thành kinh giữa có bị tổn thương hay không, chèn ép hay không, chúng ta có thể tìm thêm được những cái nguyên nhân này. Nếu mà có nguyên nhân thì điều trị sẽ giúp điều được, còn nếu không tìm được nguyên nhân thì chúng ta sẽ dừng lại ở cái tiêu chuẩn để chẩn đoán có ở những cổ tay hay không bằng siêu âm. Cái hình như thế này là giống như cái hình bữa giờ anh chị xem, tức là hình mẫu ong,
sao vậy anh chị? Chúa anh chị đã biết rồi á. Tại vì ở cổ tay thì cái cấu trúc xung quanh của nó là các thanh gân. Các thanh gân phản âm rất là dày, cho nên thành từ giữa ở còn cổ tay mình nhìn nó có vẻ như phản âm kém hơn. Nhưng mà trong đoạn cẳng tay thì đoạn đó xung quanh nó toàn là cơ, cơ phản âm rất kém, cho nên lúc đó mình nhìn thấy thành từ giữa phản âm dày. Vậy thì đoạn dày và kém tùy theo vị trí của nó, tức là dày và kém so với mô xung quanh, chứ không phải là bản chất nó thay đổi. Chỗ này chúng ta thấy cái gân có vẻ là màu trắng hơn, nó dày hơn và nó là ở đây, đây gọi này là gân cơ, đây chúng ta thấy là bên giữa đây và cơ xung quanh là kém hơn. Để chẩn đoán thì chúng ta có các tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn quan trọng nhất vẫn là ở cái thần kinh giữa và cái tiếp diện của thần kinh giữa.
Và ngược lại có những trường hợp nó không sinh ở gần mà nó sinh ở đằng xa thì nó gọi là nhân quả đằng xa. Đây. Vậy thì để cho mình hiểu rõ cái bản chất của nó là đoạn trong đó có tay nó bị chẻ và hai bên nó đoạn gần và đoạn xa thì phù này. Và mình khảo sát, mình sẽ khảo sát được cụ thể đoạn gần to hay là đoạn xa to và thứ tự nhiên. Và khi mình làm quen rồi thì mình thấy cái này không cần đo mình đã biết rồi, rất là rõ đúng không? Đoạn này bị chẻ rất rõ, đoạn này cũng là rất rõ. Nhưng mà để có một số cụ thể mình phải khảo sát thì mình sẽ ngang cái đoạn này để mình đo tiết diện ở cái giữa cái đoạn đó. Đây một cái ví dụ đây, chị thấy đoạn ngang không có tay trước nó xíu và đoạn bên trên nó rất to, làm sao mà mình thấy nó bài điện rất rõ rồi. Mình tính nhìn thường nó không dài thì trước nó tương đối đều nhau, thấy chỗ này rất to và chỗ này nhỏ, thế là mình biết là vùng này rất nhiều. Đó là cái gì này đo được bao nhiêu chỉ không? Thấy không? Bên đây 32 mét vuông, bên đây 39 mét vuông, cái to khủng khiếp. Bình thường chỉ có dưới 10 mét vuông, cho nên lúc này những trường hợp tiến hành thì chúng ta rất là dễ dàng. Và chỉ sợ nhất là những trường hợp mà nó nằm trong cái mức là 11, 12, 13, mấy trường hợp đó chúng ta rất là khó khăn và chúng ta cần phải làm lại vài lần. Và khi lưu ý khi đo cái chỉ viền cái này như thế nào thì nó chính xác, tức là ngoài cái phản ánh kéo ở giữa này nó có một cái vỏ bao dày rất là viền xung quanh, chúng ta viền đúng theo cái vỏ bao. Ta vẽ cái đường viền này là vẽ viền theo đúng vỏ bao nó bao dày xung quanh kiếm thành nào đó. Cái này là đánh dấu là chúng ta là viền nha. Viền như thế này thì ca nào cũng viền chứ không có tay. Chúng ta chỉ viền quanh cái đường và nắm dày đây thì thấy không? Cái đường nắm dày không? Và viền xung quanh nó sẽ ra cái gì đó đầu nhiên. Và chúng ta đo vài lần kết hợp với lâm sàng, những trường hợp nghi ngờ kết hợp lâm sàng coi hợp lý không. Vậy thì chúng ta biết là cái hội chứng ống cổ tay điện cơ và tiêu chuẩn vàng và siêu âm chỉ là một cái điều về mặt hình ảnh thôi. Vậy thì tại sao chúng ta phải cấu hợp cái này để làm siêu âm ống cổ tay? Các chị có nghĩ là mình sẽ đo một cái ống cổ tay có ý nghĩa gì không? Các chị có ai nghĩ là một khi mình làm siêu âm thì có nói được ống cổ tay nó có đem lại lợi ích gì không? Đấy, nó đang học trong quá trình mà làm siêu âm thì chúng ta thấy được những giá trị của nó, mình phải biết nó có giá trị gì đó mình mới cố làm cho được. Điện cơ là điện vũ vàng, nhưng mà mình biết là không phải chỗ nào có thể làm được điện cơ, không phải ở đâu cũng làm được điện cơ. Và chúng ta siêu âm là cái phương tiện mà ở đâu cũng có. Và chúng ta có thể ở chỗ các chị, không biết là các chị có chỗ nào, có người nào mà chỗ mình không có điện cơ không? Chắc cũng có, tại vì rất nhiều chỗ có điện cơ. Và khi chúng ta làm siêu âm chắc chuẩn rồi đó, chúng ta biết là cái độ nghèo rồi là kiểu 80 mấy phần trăm. Còn chúng ta có cái cho cái người bác sĩ lâm sàng có khả năng là tùy trường hợp chúng ta có thể dựa vào cái lâm sàng, chúng ta có thể là nếu mà cần phải can thiệp thì đương nhiên phải làm cơ. Còn có những trường hợp không cần, chưa cần phải can thiệp, chúng ta có thể dừng lại tại chỗ siêu âm và điều trị ở đây rồi. Và vì sao mà chúng ta chỉ càng thêm nữa thì nó lại có siêu âm đàn hồi thành cái giữa, thì cái đó nó còn là giống như là kỷ niệm ban đầu thôi, chưa có thực hiện gì đó. Rồi vậy thì chúng ta hãy lại về mặt hình ảnh, chúng ta thấy được có dấu hiệu nóng sai và nóng sai để nhận định là có hội chứng cổ tay. Và cụ thể hơn chúng ta sẽ đo tiết diện của thần kinh giữa để chẩn đoán hội chứng cổ tay. Sau đó thì chúng ta sẽ xem thêm những tổn thương khác, viêm gan có không.
thì một cái u phần mềm thì ta biết là làm cho ông rất có giá trị để chẩn đoán phần mềm đủ thứ các loại u phần mềm và chẩn đoán được gần như là gần chính xác. Nhớ tất cả đó có bác sĩ thì chẩn đoán là u mỡ ở nhiều khám ở nhiều nơi có bác sĩ chẩn đoán là u mỡ nhưng mà phần âm nó kém quá thì có người chẩn đoán là u máu cũng có mạch máu cũng có đủ thứ. Rồi trong tới vào bệnh viện khám thì tôi xem tôi thấy nó không phải u mỡ không phải u máu giờ thì thấy cứng lên tay của họ bông vô cái nhận diện bắt tay lên biết ngay là u viên chân nhẹ bỏ cái là biết u viên chân nhưng mà phải cẩn thận nhìn người nha nhìn người bỏ thì để khi mà mình nghĩ nó là u viên chân rồi thì mình sẽ chạy vào chúng ta sẽ đi đặt tiền liên tục của khối u đó ra cái gì giống như hai cái viên hai bên và đó là chính xác u viên. Cái này rất dễ để nằm sát thời gian những u dây chân khác khó hơn nằm sâu đó. Đây cũng là nằm của thần dưới giải đôi rất đẹp thần dưới giữa chúng ta cảm giác được là nó từ đây qua đây và ngay trung tâm nó có một động mạch lớn đó là thần dưới giải đôi và khi thấy dấu hiệu này cho nên á về chân nữa cũng phải làm cho nó có cơ mà chứ trong khi quá tôi chúng ta không có biết được cái này là rồi về chứng tư duy đông thì dẫn là thần kinh trụ bị chèn ép khi mà nó đi qua cái động chân duy đông và về mặt siêu âm thì tôi biết là cái trường hợp này siêu âm nó là hạn chế tiêu chuẩn chẩn đoán là lệnh cơ và siêu âm thì chúng ta sẽ làm gì siêu âm chúng ta là dọc theo cái thần kinh trụ từ đoạn cổ tay cho tới đoạn chân duy đông xem coi có cái tổn thương nào khác không là tổn thương kèm theo là chính nên nó có u nang hay là tổn thương thận xe thì giờ là cái gì ở thì nó gây chèn ép của thần kinh trụ hay không. Còn hơn là chúng ta đi đo diện tích thần kinh trụ để chúng ta có những cái gì đó làm và cũng không có tìm được con số nào là thần kinh trụ kích thước nó bao nhiêu để chúng ta có những cái gì đó. Vậy thì tóm lại siêu âm chúng ta sẽ xem dọc theo thần kinh trụ có thể là chúng ta sẽ thấy đoạn đó nó phù nề hơn so với đoạn trước đó và ghi nhận ra là cái chỗ đó nó to hơn đoạn trước dù vậy khả năng kéo hơn hoặc giả là có u có cái cấu trúc gì đó lên cạnh bên cạnh đó để chèn ép vào cái chân dâu trên siêu âm thì trên mặt cắt ngang thì ta thấy là đây là đoạn trụ đây ở đây là chân trụ nó nằm đồng với nhau và trên mặt cắt ở phía trước thì chúng ta biết là cái này là phía móng cái này, cái này là phía móng bút này, thì cái này là phía ngoài, cái này là phía trong, chỉ có hình dung được không? Ở phía bên trụ, đặc biệt là cắt ngang ở bên trụ, thì ở gần vào bên giữa, gần về phía bên móng cái là mặt trụ và thần kinh trụ nó nằm ở phía ngoài, nó nằm ra phía ngoài so với cái phần mặt. Ngay ngón cái, ngón út, cái thần kinh trụ và đây là động mạch trụ và đây là thần kinh trụ. Về mặt cấu trúc thì nó cũng giống như là thần kinh giữa thôi. Trên lớp thực hành các chị đã xem được thần kinh trụ cái đoạn một kiểu rồi. Tới cái thần kinh trụ và đoạn cổ tay các chị vẫn có thể cảm giác liên tục được luôn. Tức là liên tục từ kiểu là kéo đi theo nó tới cổ tay với thần kinh trụ. Tức là cái đoạn đường mình có thể quan sát được không? Bệnh lý thần kinh thì dần mới được quan tâm gần đây thôi cho nên là để coi xem tương lai giải cao hơn đầu dò các đầu dò giải cao hơn xem có những đó còn nhiều hơn hay không. Còn về mặt thực tế thì tôi thấy là chỉ dừng lại ở đó thôi, xem cái thần kinh đó có u hay không, có phù nề hay không và có tổn thương xung quanh hay không. Mặt lưng của tay cái mặt này thì có vẻ hấp dẫn hơn mặt trước á, mặt sau thì chúng ta chủ yếu là coi cái đó là móng cổ tay cái thần kinh giữa và cái mặt lưng của tay thì chúng ta cần phải thuộc giải phẫu các căn cơ và từ phía ngón cái này ra tới phía ngón út là từ ngoài vào trong mặt lưng thì người ta chia làm 6 căn và cái này thì các chị phải được học 6 căn này để có
ngang quay, còn bên này là bên trụ. Căn 1 ở ngang đó thì nó có 2 cân đây, ngang này cân. Rồi bắt đầu học chia phẫu các tên nha. Học cho nhớ là chỗ luôn. Đầu tiên đó là căn dạng con cái dài. Kế đó là gân giữa ngón cái này. Họ thử lạnh quá chị nhớ được mấy cái này. Gân giữa cổ tay quay dài. Gân giữa cổ tay quay ngang. Gân giữa ngón cái dài. Gân giữa các ngón. Gân giữa chung các ngón. Gân giữa ngón út. Gân giữa cổ tay trụ. Nhớ học trên cái hình này nè, tại vì làm lúc mình làm á, mình cũng làm trên cái hình đó để mình bị tên các cái cân, cho nên mình nhớ các cân. Về bằng trụ với quay thì dễ nhớ, ở bên này tên trụ thì là cân giữa cổ tay trụ, dễ rồi ha. Ở bên này tên quay thì có cân giữa cổ tay quay, hai cái này là cân giữa cổ tay quay, cân giữa cổ tay trụ. Ở đây là cân giữa ngón út. Cái điều đem chỉ dài khó chỗ là dài ngắn, dài ngắn thì nó có cái lực để cho mình dễ nhớ, dài ngắn, dài ngắn, dài nhớ. Bắt đầu là dài ngắn, dài ngắn, dài, vậy là thấy nhớ lắm, vậy nói lại nha, biết được cái lực đó rồi. Gân dạng ngón cái dài, gân dạng ngón cái dài hay là dài, gân giữa ngón cái ngắn, hai cái gân đó nó nằm một cặp chung với nhau, và sau lát nữa chúng ta sẽ học cái bệnh gọi là một chứng là kẹt ren, kẹt ren syndrome là tổn thương hai cái gân đó rồi. Cái gân giữa cổ tay quay dài, gân giữa cổ tay quay ngắn. Gân duỗi ngón cái, chị lưu ý nè, cái gân duỗi ngón cái hai cái gân mà nó nằm ở hai phương trời, gân duỗi ngón cái ngắn đây, gân duỗi ngón cái dài, rồi vậy là thuộc hết là gì không? Cũng là gân duỗi chung các ngón như vậy rồi, có gân duỗi ngón cỏ này, rồi và lưu ý về giải phẫu á, chúng ta thấy là chỗ này nó có một cái gờ xuôi lên, nó gọi là twister, twister. Thì cái cụ này nó chia ra cái gân số giữa gân ngắn 2, gân 3. Rồi, cái này thì chúng ta nhìn thấy được trên X-quang như vậy. Để ta phân biệt cái gân đó. Và ở phía này á, chúng ta lưu ý là cái đầu dưới của xương cổ nó có một cái rãnh nhỏ. Nó không có sâu giống như là cái hình bị đầu chúng ta xem, nhưng mà nó là có cái rãnh. Và ở ngay của chỗ cái rãnh này thì nó có cái gân dưới của tay phụ và chỗ này là cổ. Rất là thường hay bị viêm. Rất là nhiều bệnh nhân đi khám chỉ vì đau ở vị trí đó thôi. Mà nghe mà để đầu trò tôi nói là chỉ có một hai lần nghe luôn như buổi tối thôi. Là cái điều đặc biệt. Và xem lại gì nhà con không? Cũng từ con cái qua đây. Chị thấy không? Con cái qua đây. Biết tên là thằng này. Bắt đầu lấy gì các chị? Chị nói đi. Dạng con cái dài. Khi mà có thu nhận rõ thì chúng ta thấy có cái gân rất là rõ.
phân và kim ngân. Học từ lời tam giác thì khả năng sẽ có thể học nên xoan đó là ở phía bên cổ của cổ tay. Tôi muốn biết là chúng ta đặt đầu lò cái này đúng không? Tôi xem được cấu trúc thành tam giác mặt cổ sụn và các dày đấy. Và chúng ta thấy như thế này, nhưng mà khi nào có tổn thương và bể cái sụn này ấy, nó là tổn dịch rõ ràng ta có thể ghi nhận để gợi ý cho học từ từ không giám sát biết thì cái cấu trúc này chúng ta thấy được một phần phía trong này không rõ, nhưng mà cả hai phía trong là hạn chế. Cũng là ví dụ cho trường hợp là chấn thương làm rách của cái sụn phức tạp của sợi tam giác. Rồi ta qua một số bệnh đặc biệt, đặc biệt là viêm bao gồm mũi nhắc và dạng dài một cái. Tại sao hai lông này về mặt giải phẫu nó nằm chung một ngăn ngăn mấy cái gì? Ngăn một, chung một ngăn một và nó có cùng một bệnh. Tức là khi thường thường đa số hiếm khi nào mà bệnh riêng lẻ lắm. Mặc dù trong lâm sàng người ta chắc là ta ngại một câu dài thế này: viêm bao gân và bao gân mũi nhắc và dạng dài một cái, tức là mình sẽ có một câu rất dài cho nên đa số người ta nói rằng là viêm bao gân dạng thôi, viêm gân dạng một cái. Nhưng mà thật sự nó là hai cái gân này nó nằm rất là sát nhau và tổn thương thường là một lúc. Đây thường gặp ở những cái bà mẹ chăm sóc con bé mới sinh đó, và mà hay chăm sóc con bé bị là một số người khác bị mình nói nếu là vậy. Hiện tại giờ thì mình thấy là ngày xưa người ta làm cá là làm bằng dao, còn bây giờ các chị thấy là làm cá là gì, kéo quán cơm vậy không ai chặt đi cắt, cho nên là mấy người mà bán cơm sườn cũng cắt là rất là thường bị viêm mũi gân thật. Dùng cái ngón cái rất là nhiều đây, ngón cái rất nhiều để đầu mở kéo thì nó làm viêm mũi gân vậy. Thì biểu hiện nó như thế nào? Siêu âm thì chúng ta sẽ xác định cái gân bình thường cái gân nó chỉ mạnh cỡ này thôi, nó chỉ nhỏ cỡ này thôi, nó dẹp bao gân thì mạnh không nhìn thấy rõ. Khi mà có cái hội chứng này cái gân nó sưng to lên và cái bao gân nó dày lên. Giai đoạn sớm thì cái gân và bao gân nó được vùng này mạnh như máu, và chúng ta để ý chút xíu nữa sẽ thấy cái mô mở và xung quanh gân phù lên và bị dày, và cùng lúc đó thì rất là đau, mặt đầu lò vô nó bị nhẹ cái bệnh nhân đau thôi. Còn giai đoạn trễ hơn bệnh nhân còn bị lâu ngày lâu tháng rồi đó mới đi khám, thì đa số người ta cắn không vì đau mà là vì ta sợ nó u, người ta rờ là chỗ đấy chỗ một trong quay lên thấy có một cục vô lên rờ thì cũng thấy còn còn cho tới luôn, người ta sợ là có u xương. Nhưng mà mình khám qua mình sẽ trả lời chúng ta được là nó không phải là u xương, chỉ là cái gân và bao gân nó to nó dày lên, và có trường hợp phải làm cửa khẩu để móc cái bao gân. Tức là từ cái giai đoạn nó hình thành khác, và giai đoạn sớm thì chúng ta có thể thấy được cái tụ dịch của ở trong cái bao gân này. Cái tư thế cắt dọc để thấy là cái gân nó phù nề và cái bao gân nó sinh ra đây thành cái máu thì thấy rất rõ, rất dễ. Bình thường thấy được hai gân này bình thường thấy được rất dễ, và khi nó to lên thì càng dễ hơn nữa. Mình sẽ so sánh con đau với con đau mà có chứng đó chắc chắn. Đây trường hợp khác ta thấy là cái bao gân nó dày lên rõ ràng gần 30 mm, gân nó to tròn. Chị thấy hai gân không? Thường là nó bị một cặp, nhưng mà nếu mình cắt cái hình đó mình lọt về phía này còn phía kia có thể thấy một cái gân như vậy. Thường là cả hai gân nó nằm gần như là chung một, giống như một bao thôi. Chúng ta thấy được cả hai gân nó được to mà to gân nó như vậy. Rồi cái hội chứng thứ hai trong các bệnh mũi này là interstitial syndrome. Thì cái này chúng ta là cái gì?
mà nó chưa quá nhiều thì nó sẽ làm cho sưng phù ở chỗ này lên thì nó gây ra các bệnh. Thì tới thì chỉ gặp được có vài ca, nhưng mà nếu mình không trước đó mình không biết là có hội chứng này thì không có cách nào trước đó được. Quá lâu là bắt đầu là cơ đang bị chỗ đó thì thôi chứ không biết được cái tên và cơ chế đó. Mình biết rồi thì dễ lắm, người ta vô ai là không biết chơi của ai nó có cái cổ sưng đau nhưng mà lúc đó hình thể nó chưa biến động, cho nên cái gì